Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay Dũng hay em quay trở lại với anh em trong chuỗi series á. Mình chia sẻ về chiếc xe Jupiter, một số cái mà kinh nghiệm cũng như cái cách khắc phục mà Dũng đã trải qua, Dũng chia sẻ với anh em. Thì có một số anh em hỏi là các bạn thường mua xe, mới mua xe nữa, hoặc là số các bạn thì mình mua xe thời gian mình chạy sau khi mà mình chạy sau máy nó xuống, và thường là mình đề máy chưa kịp lên ga là nó đã tắt rồi. Thì các bạn có thắc mắc thì các bạn hỏi Dũng, thì hôm nay Dũng chia sẻ với anh em trong video này luôn nha. Ok, mình vào luôn nha. Thì ok, thì các bạn cũng biết đó, khi mà xe chúng ta chạy thời gian đó, thì cũng có rất nhiều cái yếu tố, cũng như là có một số cái mà nó làm cho cái máy chúng ta càng yếu nha. Và một là do các bạn không có vệ sinh, hai là các bạn giống như mình chạy mình phá xác quá, mình gọi là mình chạy mà mình cũng chả quan tâm chiếc xe như thế nào. Thì các bạn cũng biết á, giống như người yêu của chúng ta quan tâm thì nó mới thương chúng ta, còn chúng ta lâu lâu mới quan tâm thì lúc nào hên xui nhiều khi nó đi kiếm người khác cũng có. Xe cũng vậy thôi, thì Dũng thấy nếu mà chúng ta không quan tâm á thì chúng ta tốn rất nhiều tiền để mình sửa xe, và đặc biệt mình vô tiệm thì nếu mà gặp những cái tiệm đàng hoàng á, người ta có tâm á thì người ta sửa, một người ta tư vấn cho mình rất hay và tiết kiệm cho mình một số cái chi phí, và họ thay đồ là đồ chính hãng thì chúng ta xài nó bền và máy móc thì nó trơn tru hơn. Thì mình thì mình cố gắng mình ở nhà mình chăm sóc xe cho nó tốt, để cho ít hạn chế cái vấn đề là mình đi tiệm quá nhiều các bạn. Thì giống như các bạn bị bệnh thôi, các bạn cứ đi bác sĩ hoài, tối ngày người ta cứ làm tay làm chân làm này làm kia, thì từ từ nó sẽ bị ảnh hưởng tới sức khỏe nó càng ngày càng nhiều. Thì hôm nay Dũng chia sẻ với cái là tại sao máy nó yếu và các bạn khắc phục như thế nào nha, để các bạn giảm cái chi phí nhiều hơn. Có một số bạn á nói khi các bạn mua xe hoặc các bạn chạy thời gian thì máy đề nè, các bạn đề máy, các bạn lên ga thì chưa kịp lên ga thì máy nó mở lên đề nó tắt, hoặc là lúc đề nó cạch là hoặc khi mà các bạn chạy các bạn đạp số, các bạn đạp số 4 nè, thì nó khi mà dừng lại các bạn lên ga đạp, càng đạp càng kéo ga thì nó cũng ì, nó lâu lên lắm, nó dạng nó bị mất cái độ bốc của xe lúc đầu. Thì một số bạn thì cứ không biết thì cứ vô tiệm thì cứ nhờ người ta, hoặc một số bạn thì hay là sao, nào là thay buji trong đây, tưởng buji nó cũ nó không nhạy, một số bạn thì thay thêm cái lọc gió, là một số bạn thì tưởng cái do cái bình nhớt, nói chung là đủ thứ các kiểu. Nếu mà các bạn gặp những thầy thợ hỏi bài giả còn mồ chua nữa thì các bạn càng ngày càng tốn tiền, nhưng khi các bạn thay trong tất cả các thứ đó mà nó cũng chả có thay đổi gì hết, thì có cái mà mình muốn chia sẻ với anh em á, đó là cái gì, đó là cái ga nha các anh em. Cái ga Danti nó nằm bên đây nè, đây các bạn, cái ga Danti nó nằm trong cái lỗ này nè. Thì lúc trước mình chia sẻ với anh em trong một cái video á, là cái kế bên đây có hai con ốc, một con ốc màu trắng nó bự và một con ốc dẹp, đó là con ốc dẹp, đó là để chỉnh ga Danti. Thì các bạn nên chú ý cái phần ga Danti chỗ này nè, vì phần ga Danti này nó sẽ ảnh hưởng tới cái tay ga này nè, ảnh hưởng cái tay ga khi các bạn chạy, hoặc khi mà các bạn đề máy đây nè, khi các bạn đề máy đây. Đó. Khi các bạn đề máy thì nó cái ga Danti rất quan trọng nè. Nếu mà các bạn chỉnh ga Danti này nó yếu thì đề máy thì nó sẽ tắt liên tục, nó chưa kịp lên cái tay ga thì nó đã tắt rồi, là lúc ngừng đèn đỏ nó cũng tắt, nên các bạn phải để ý cái phần ga Danti này nè. Anh em cái phần ga Danti á, thì ga Danti đó các anh em cần có một cái trục vít dài hẳm, mình cũng đã chia sẻ anh em khoảng chừng gan mấy á, để anh em thường xuyên rọi có cái đèn pin nhỏ rọi vô, các anh em thấy có cái ốc nhỏ các em dặn khi mà nó yếu ga, hoặc nó máy nó cứ đề chưa kịp lên ga nó tắt, hoặc chạy xe nó hơi yếu á, thì anh em nên lấy cái trục vít đó là mình chỉnh khoảng nó hai vòng cho nó ga nó lớn lên chút đó, thì lúc đó thì các bạn sẽ hạn chế vấn đề là
xe nó sẽ ì máy và nó hay tắt bất tử nha. Nhưng mà khi mà chỉnh á thì các bạn hãy, đôi lúc chạy thì nhiều các bạn chưa rút kinh nghiệm được á, đó là sao, khi mà các bạn chỉnh hơi lớn thì ga nó, các bạn đề nó dễ lắm, nó sẽ không bị tắt nữa. Nhưng mà khi các bạn chạy đường trường hoặc các bạn chạy mấy đường mà trong hẻm hóc gì đó, các bạn vô số á thì nó hơi gắt nha, nó hơi cứng, nó hơi cứng cái dạng cái cần số này nè. Khi các bạn ga anti lớn quá thì các bạn vô cái cần số này nè, vô số thì nó hơi cứng, nó hơi gắt nha. Nếu mà các bạn cái tay ga các bạn chạy chưa quen á, tay ga các bạn không đều thì cần số là rất cứng nha. Dạng khi mà mình chỉnh ga anti lớn á, thì cần số nó cứng lắm. Nếu mà chúng ta vô không khéo thì đôi lúc nó ảnh hưởng tới cần số và ảnh hưởng tới cái máy nè. Vì khi mà các bạn biết á, mình chạy một thời gian á, thì cái ga anti này nè, không biết nó dằn hay là sao, cái lội này nó vậy, mình chạy lâu ngày mình để ý á, là tự nhiên thay vì lúc trước các bạn chỉnh ga anti nó lớn vậy nè, thì các bạn sẽ thấy ga nó rất mạnh nha. Chạy đây nè, chạy ga nó bốc, nó mạnh vô cùng. Đèn đỏ này nọ chúng ta có thể ngừng lại và chạy nó chạy lướt qua rất nhanh. Còn chạy một thời gian khoảng vài tháng hay gì đó, tự nhiên nó cái đó nó sẽ về mo nha. Dằn giống như nó dằn, nó quay lại trở về mo thì nó sẽ làm cho máy chúng ta yếu lại. Thì lúc đó các bạn hãy nhớ lấy cái trục vít á, mình chỉnh lên tiếp, mình cứ chỉnh vậy thôi, mình kiểm tra mình cứ chỉnh thôi. Đó. Thì cái đó là cái bệnh mà thường là lúc trước Dũng bị và Dũng cũng khắc phục. Và máy nó vẫn bốc bình thường nha. Chứ xe Jupiter này nó thật sự nó máy nó bốc nó cũng không có dễ dàng mà nó xuống máy nó yếu như một số bạn nói đâu nha. Vì đôi lúc mà các bạn không có theo dõi và kiểm tra nó thì các bạn sẽ rất dễ bị tốn tiền nha. Thì thường từ lúc nó bệnh này mà các bạn bỏ tiền cho những cái bệnh khác thì các bạn cứ mua đồ hoài thì nó sẽ hao tiền, nhưng mà thực tế nó không khắc phục được. Nhưng mà cái bệnh chính của nó là cái các bạn kiểm tra ga anti thường xuyên. Ga anti các bạn cứ chỉnh ở nhà. Khi nào cái ga anti các bạn chỉnh thời gian mà nó vẫn máy vẫn yếu á thì là do những nguyên nhân khác thì các bạn nên đi tiệm. Còn nếu mà những nguyên nhân nào dễ dễ thì các bạn nên khắc phục ở nhà để tránh tình trạng mình tốn tiền quá nhiều. Ok. Thì xin chào các bạn. Thì cái video vừa rồi á, mình chia sẻ với anh em cái vụ là cái máy nó hơi ì nó xuống. Và một số cái mà mình khắc phục thì mình chia sẻ với anh em. Thì anh em nào cảm thấy video này hay hoặc anh em có những cái ý tưởng nào hay thì anh em comment phần bên dưới nha, để của mình có thể học hỏi và tiếp tục làm những video tiếp theo cho anh em coi. Ok, xin chào anh em và hẹn gặp lại.